Có một nơi ở Singapore mà hầu như ai mới hạ cánh xuống hoặc chuẩn bị bay về nước thường ghé, đó là khu phức hợp Jewel với thác nước trong nhà ấn tượng. Jewel không chỉ là một khu phức hợp với thác nước và rừng cây trong nhà mà còn là tổ hợp nơi hành khách có thể đến ăn uống, mua sắm, lưu trú qua đêm hay đơn giản chỉ là tìm một không gian xanh để đi dạo. Trong vlog này, hãy cùng cho biết trải nghiệm Jewel trước khi quay lại sân bay để về nước nha. Ngày cuối cùng ở Singapore thì Travip ra sân bay với dịch vụ đặt xe riêng trên Club. Tên dịch vụ và chi phí thì như trên màn hình nha. Mà các bạn biết đường từ trung tâm thành phố ra sân bay Changi, mình thích nhất cái gì không? Đó chính là hàng cây hai bên và ở giữa đường vậy nè. Bây giờ thì mình tới sân bay rồi. Chuyến bay của mình khởi hành vào buổi chiều lận, nhưng mà mình vẫn ra nhà ga số 3 để hỏi xem liệu có làm thủ tục sớm được không để gửi hành lý luôn, đỡ phải kéo vali đi chơi, vướng víu. Bây giờ thì mình sẽ đã đến nhà ga số 3 của sân bay Changi và bây giờ mình sẽ đi tìm quầy của Singapore Airlines để hỏi xem là mình có check-in và gửi hành lý sớm được không. Và sau khi check-in gửi lấy sớm xong thì mình sẽ đi qua bên khu tổ hợp Jewel để mình tham quan bên đó một chút ha. Ở sân bay Changi nha, các bạn có để ý không? Có mấy chú robot lau sàn kiểu này nè, nhìn hay ghê ha. Nó bự hơn nhiều so với con robot hút bụi ở nhà mình á. Tất nhiên rồi, phải to bự và chạy cỡ này thì mới lau được cả cái nhà ga sân bay chứ. Bây giờ thì mình vô làm thủ tục. Mình được làm thủ tục trước với máy làm thủ tục tự động và gửi hành lý cũng tự động nốt. Và vlog sau thì mình sẽ chia sẻ chi tiết trải nghiệm này nha. Làm thủ tục xong rồi thì đi chơi tiếp thôi. Từ nhà ga số 3 thì mình đi qua khu phức hợp Jewel cũng được, nhưng mà mình phải đưa thằng cháu mình qua nhà ga số 1 để làm thủ tục vì nó bay khác hãng với mình. Thật ra từ T1 qua Jewel tiện hơn nha, nằm ngay kế bên luôn, đỡ phải đi bộ nhiều. Và từ nhà ga số 3 thì mình sử dụng tàu điện không người lái để đi qua nhà ga số 1. Và sau khi cháu mình làm thủ tục xong thì hai chú cháu xuống tầng 1, từ đó có thể qua Jewel luôn rồi. Hai nơi này là thông với nhau. Sau khi đã gửi hành lý xong, mọi chuyện xong hết thì Travip đi qua bên khu Jewel này. Thì như lúc nãy Travip đã nói với các bạn thì các bạn có thể là đi vào Jewel từ Terminal 1 hoặc là Terminal 3 để được khách nha. Và bây giờ thì mình sẽ dạo một vòng quanh Jewel xem là sau hơn 2 năm mình quay trở lại đây thì Jewel có gì thay đổi không. Đấy, mình đến đây trước 11 giờ sáng cho nên là cái thác nước vẫn chưa mở. Mình vừa hỏi nhân viên ở đây thì họ bảo là phải 11 giờ thì mới mở. Jewel là một khu phức hợp tại sân bay Changi của Singapore có hình tự như một viên ngọc khổng lồ. Không gian chủ đạo của Jewel chính là một khu vườn nhiệt đới với khoảng 3.000 cây xanh phủ đều từ tầng 1 đến tầng 5. Không gian cây xanh khiến bên trong Jewel như một thung lũng tuyệt đẹp. Và để duy trì không gian này, người ta đã để nhiệt độ bên trong luôn ở mức lý tưởng 23 độ C. Ở đây cũng có thể coi là vườn cây trong nhà lớn nhất Singapore. Và điểm nhấn của Jewel là một thác nước đổ thẳng xuống trung tâm của nó. Và bây giờ là 11 giờ rồi, đúng giờ thác nước bắt đầu đổ xuống. Thác nước này cao tới 40m và là thác nước trong nhà cao nhất thế giới. Và điều tuyệt vời là bên dưới thác nước này có một bể chứa nước mưa. Nước mưa sẽ được lấy và tái sử dụng làm thác nước và thậm chí là tưới cho vườn cây ở đây nữa.
Với các bậc tam cấp và những con đường nhỏ giữa vườn cây, mọi người đến đây có thể len lỏi vào các tán cây của thung lũng nhiệt đới nhân tạo này, tận hưởng sự trong lành cũng như âm thanh của thác nước hệt như ngoài thiên nhiên. Và ý tưởng xây dựng Jewel đến từ một kế hoạch khác, đó là mở rộng khả năng phục vụ hành khách của nhà ga số 1 cũng như bãi đậu xe hơi ngoài trời. Từ đó, một tầm nhìn chiến lược nảy sinh với việc xây dựng Jewel và biến nơi này thành một điểm đến hấp dẫn, khẳng định vị thế của sân bay Changi là điểm trung chuyển hàng không toàn cầu cũng như nâng tầm Singapore là điểm đến quá cảnh cho du khách. Kết quả, Jewel ra đời như một khu phức hợp đa chức năng với khu vườn, điểm tham quan, mua sắm, ăn uống, khách sạn cũng như khu điều hành hoạt động sân bay và khu vực làm thủ tục hàng không. Những ai có thời gian quá cảnh dài ở Singapore có thể ghé thăm Jewel như một điểm đến cuốn hút, và chính kiến trúc hiện đại kết hợp hài hòa với thiên nhiên đã giúp Jewel đạt giải thưởng kiến trúc quốc tế năm 2016, mặc dù phải đến tận tháng 4 năm 2019 nó mới khánh thành. Và người ta mất 4 năm để hoàn thành Jewel với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la Singapore, tức là khoảng 1,25 tỷ đô la Mỹ. Ngoài 5 tầng nổi thì Jewel còn có 5 tầng chìm, tổng cộng là 10 tầng với tổng diện tích mặt sàn là 135.700m2. Khu phức hợp này có khoảng 300 cửa hàng ăn uống và cửa hiệu mua sắm, cùng một khách sạn là Yotel Air. Và đây là một chút tư liệu về khách sạn Yotel Air bên trong Jewel mà mình đã ở năm 2020. Khách sạn chủ yếu phục vụ cho khách quá cảnh ở Changi để tiện nghỉ ngơi và di chuyển qua nhà ga để lên máy bay. Phòng ở đây thì nhỏ hẹp, vừa đủ cho các nhu cầu tối thiểu. Lần trước khi mình đăng vlog về khách sạn này thì nhiều bạn đã hiểu lầm đây là hộp ngủ. Tuy nhiên, đây không phải là hộp ngủ đâu, do là phòng nhỏ thôi. Và trong phòng thì có giường có thể bấm nút nâng lên hạ xuống để ngồi hoặc nằm nè, cùng các tiện nghi khác như là buồng vệ sinh riêng và buồng tắm riêng, và cả bàn làm việc bé bé này nữa. Và sáng thì khách sạn cũng phục vụ bữa ăn sáng nhẹ nhàng với view nhìn ra thác nước trong nhà. Hôm nay thì mình có đặt trên Klook là cái vé vào Mekong ở trên này và cũng như là cái công viên Canopy. Thì đó là mình chỉ cần đặt xong rồi mình có cái code rồi, mình dùng trên cái code này để vào cửa thôi, chứ mình không cần phải ra đổi vé cứng nữa. Bây giờ thì mình sẽ vào Mekong trước. Wow, đúng là Mekong. Mình không biết đi đường nào luôn các bạn ơi. Mekong ở đây toàn cây là cây luôn các bạn, trong giống như là trong những cái bộ phim cổ tích vậy. Wow, thật sự là không biết đường nào đi luôn. Ô, con này lối cục rồi, chúng ta phải đi chỗ khác. Lướt qua nhanh về Mekong này nhé. Khá ngạc nhiên vì đây là Mekong cây lớn nhất ở Singapore. Vào đây đi giữa những con đường nhỏ hẹp uốn lượn với hàng rào cây vượt quá tầm nhìn á, cái cảm giác nó mò tìm lối ra cũng khá thú vị nha các bạn. Và ngoài việc tìm đường ra và đến tháp quan sát ở trung tâm Mekong thì các bạn cũng có thể đi dạo hoặc là chụp hình ở trong đây. Còn tháp quan sát ở trung tâm á, nơi bạn có thể quan sát được Mekong từ trên xuống á, là cái chỗ này nè. Và tiếc á, là mình không đủ thời gian để lượn ở đây nhiều. Và nếu các bạn có dịp thì các bạn có thể ghé thử rồi chia sẻ trải nghiệm đến được tháp quan sát như thế nào nha. Thực sự là mình quá chủ quan luôn á, nghĩ nó cũng nhỏ không mất nhiều thời gian, cho nên là cũng không có lên kế hoạch nhiều cho nó. Lần sau chắc chắn là phải quay lại để trải nghiệm kỹ hơn cái Mekong này. Sau cái màn lăn lộn ở trong Mekong thì bây giờ mình đi ra khỏi Mekong và mình đi tham quan tiếp cái là cái Canopy Park. Thì cái vé của mình là đã bao gồm cả Mekong và Canopy Park rồi. Công viên Canopy thì cùng tầng với Mekong này luôn, và trong đây thì có nhiều khu vực trồng cây nè, tiểu cảnh, hồ nước để đi lại ngắm cảnh, thư giãn. Nói Singapore nhiều công trình nhân tạo chứ mà họ đã làm cái gì nhân tạo thì cũng đỉnh nha. Một công viên đầy cây cối, hồ nước, có chỗ còn nuôi vịt nữa, ngay trong một khu phức hợp trong nhà, lại còn trên tầng cao nhất nữa. Và trong đây thì có máng trượt nữa nha, là cái này nè, các bạn cũng có thể đi thử ha, chứ mình thì già rồi, tiền đình kém nên cũng hơi ngại. Mà thật sự nha, cả Mekong và công viên Canopy này phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho nó để tham quan và trải nghiệm á. Và một lần nữa mình lại tự trách mình là bị tính toán sai thời gian. Nghĩ cũng nhỏ nhỏ thôi, thành ra là không có dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng mà đi rồi mới thấy là cần nhiều thời gian hơn nữa. Thiệt là uổng ghê luôn á, và chắc lần sau là mình sẽ quay lại. Giờ thì mình đi ăn trưa cho kịp giờ và làm thủ tục xuất cảnh và quay trải nghiệm bên trong khu vực chờ lên máy bay nữa nha.
sau khi đã tham quan Jewel xong thì bây giờ mình sẽ vào nhà hàng Perch ở trong Jewel để mình ăn trưa trước khi mà mình đi lên chuyến bay ha. Và cái voucher để ăn nhà hàng Perch thì mình cũng là mua ở trên Klook luôn. Và mình đã mua hai voucher, mỗi voucher là 50 đô Sing. Rồi mình sẽ vào đây mình ăn trưa ha. Đó, hiện tại thì mình đã vào bên trong cái nhà hàng Perch này rồi. Và bên trong nhà hàng này cái quy định của họ cũng rất là khắt khe các bạn. Tức là các bạn vẫn phải đeo khẩu trang nha. Trong lúc gọi menu, trong lúc mà đợi đồ ăn các bạn vẫn phải đeo khẩu trang. Khi nào mà ăn uống thì mình mới tháo khẩu trang ra. Và hôm nay thì mình đã mua hai cái voucher trên Klook. Mỗi voucher là có trị giá là 50 đô la Singapore. Và mình đang có là 100 đô la Singapore và mình đã gọi một số món đó rồi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Và ở đây thì là mình chọn vị trí ngồi gần cái cây và gần cái thác nước phía sau này cho cảnh nó đẹp. Mặc dù là bây giờ quay đây nhìn thì cũng không thấy rõ gì lắm. Và với 100 đô la Singapore voucher mình mua trên Klook thì cứ gọi món trong thực đơn. Nếu hóa đơn ra mà trên 100 đô Sing thì mình bù thêm tiền ngoài. Và mua voucher kiểu này trên Klook thì được cái là sẽ rẻ hơn giá trị thực tế của nó. Mình và thằng cháu mình thì gọi một món khai vị ăn chung nè, hai món chính, hai món tráng miệng cùng với nước. Và giá mỗi món thì mình để trên màn hình nhé. Và như trong thực đơn họ ghi là giá chưa bao gồm thuế và phí phục vụ. Khai vị là một món tạm gọi là chả ghẹ bao gồm hai miếng dùng kèm với tương ớt kiểu Hàn Quốc gochujang. Món chính mà mình gọi là đùi vịt hầm dùng kèm sốt cam cà rốt và lớp bọt cà rốt bên trên. Nhìn thì đẹp đó, nóng hổi luôn, khói còn đang bốc lên, chưa biết có ăn ngon hay không. Thằng cháu mình thì nó gọi món thịt bò hầm mà trong thành phần thấy có rượu vang đỏ nữa. Mấy phần ăn ở đây phần nào cũng hoành tráng so với cái dạ dày của mình. Tuy nhiên, cả bữa ăn có vẻ như không hợp khẩu vị của mình lắm. Mặc dù các món được trình bày rất là đẹp và khẩu phần đầy đặn. Món chả thịt ghẹ thực sự là không hợp với mình. Thịt ghẹ thì cũng không có ngon, lại được trộn cùng nhiều thành phần khác như là khoai tây, này, thịt sông khói và một số loại sốt của họ. Dù có chấm thêm chút tương ớt Hàn Quốc nhưng mà mình thấy vẫn không hợp khẩu vị. Có thể đối với ai quen ăn đồ Tây thì sẽ hợp cái món này hơn. Cái phần đùi vịt hầm cũng tương tự, thịt vịt hầm nhừ ăn khá là ổn nha. Tuy nhiên, cái kiểu nêm đếm gia vị lại không phải gu của mình. Mình thì vẫn trông đợi hương vị nó hơi giống cái món vịt nấu cam một chút. Được cái là món này trình bày cũng rất là đẹp ha. Và riêng cái món thịt bò hầm rượu vang thì mình ăn ké của thằng cháu mình thì lại thấy rất ổn nha, có vẻ rất là hợp miệng. Mà thịt bò hầm nhừ ăn mềm mềm rất là thích. Về phần tráng miệng thì hai chú cháu gọi đại mỗi người một loại bánh. Vì mấy cái tên lạ quá cũng không biết nó là loại gì. Bánh ngọt thì lại ổn nha, không quá ngọt. Chỉ có điều cái phần bánh này cũng khá là bự các bạn ạ. Xong còn kèm thêm một cục kem nữa. Vừa ăn món chính xong no, ăn liền cái bánh này cũng hơi chật vật. Và sau khi ăn xong thì đến giờ vào nhà ga để làm thủ tục xuất cảnh rồi. Và từ Jewel thì các bạn đều có thể đi qua T1 hoặc T3, có các lối đi hết nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo. Mình sẽ trải nghiệm chuyến bay từ Singapore về Hà Nội nhé.